Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và ngay bây giờ thì hãy cùng với mình cập nhật những tin tức mới nhất nhé. Vào ngày hôm qua thì cư dân mạng đang vô cùng xôn xao về câu chuyện cặp đôi Phương Uyên và anh Kiệt, cặp đôi vô cùng nổi tiếng với loạt vlog trong ô tô đã chia tay vì nghi anh Kiệt có người thứ ba. Cặp đôi này đã từng nhận được rất nhiều sự yêu quý của mọi người nên thông tin này đã gây ra không ít sự tiếc nuối. Bên cạnh đó thì cũng có không ít người tò mò về những ồn ào xung quanh vụ việc. Chắc hẳn nhiều bạn vẫn còn nhớ đến Uyên Kid, kênh sở hữu những vlog trong xe ô tô khá nổi tiếng từ năm 2017-2018. Chủ nhân của kênh YouTube này là một cặp đôi vô cùng dễ thương, đó chính là Phương Uyên và anh Kiệt. Bẵng đi một thời gian, gần đây cư dân mạng không khỏi xôn xao về thông tin cặp đôi đã chính thức chia tay. Tuy nhiên, điều đáng nói là lý do chia tay mà Phương Uyên và anh Kiệt đưa ra lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cụ thể, Phương Uyên đã đăng story khẳng định anh Kiệt thay lòng đổi dạ, ám chỉ có người mới xen vào. Cô chia sẻ, đâu ngờ xa nhau cái lòng người thay đổi, cám dỗ vẫy cái là mất não đâu mọi người. Mong năm 2021 sắp đến em không bị ai cắm sừng nữa, có thể do em không tốt, cũng có thể do bạn kia quá cao tay. Sẽ có người thay em yêu anh nhưng không biết là thiên thần hay ác quỷ. Thế nhưng, sau cùng cô nàng vẫn khẳng định cả hai mãi là bạn tốt. Đồng thời, Uyên còn gửi lời cảm ơn cũng như chúc bạn trai cũ thành công, sớm tìm được người yêu thương. Thế nhưng, bên phía anh Kiệt thì lại cho rằng lý do là không vì ai cả, cũng không có người thứ ba nào xuất hiện. Và bạn L, cô gái bị nghi là người thứ ba mà cư dân mạng tìm ra cũng đã nhanh chóng lên tiếng kêu oan, khẳng định rằng mình đã có bạn trai. Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó và trong ngày hôm nay, đoạn tin nhắn của Uyên và Kiệt đã được tung lên mạng. Theo đó, thì Kiệt 5 lần 7 lượt có những thông tin trái ngược về cô bạn L, như là cô này thích con gái, cô bạn này tương tư mình và tiếp tục khẳng định mối quan hệ của họ chỉ là bạn bè chơi chung. Cũng trong những tin nhắn đó thì Uyên cho biết mình đã có đầy đủ về hình ảnh việc Kiệt và L mặc áo đôi, xài vòng đôi nên lại càng khiến cư dân mạng tin vào lý do chia tay ban đầu mà cô đưa ra. Bài đăng này đã nhanh chóng đẩy sự việc lên đến đỉnh điểm và bạn L một lần nữa đã lên tiếng giải thích mọi hiểu lầm cho bản thân, bạn bè cô nàng và đặc biệt là bạn trai của cô. Cô nàng cho biết hoàn toàn không hiểu tại sao Kiệt lại đưa ra những thông tin như vậy về mình, đồng thời công khai ảnh chụp cùng bạn trai và cô cũng đề nghị Kiệt phải công khai đính chính vì đã nói sai về mình. Đặc biệt hơn, sau khi vụ việc trở nên ầm ĩ thì Uyên và L đã nói chuyện riêng và nhận ra Kiệt đã nói dối. Uyên cho biết mình không nghi oan cho ai vì bản thân thấy thế nào thì viết như vậy. Thậm chí trong tin nhắn giữa Kiệt và L, anh chàng còn thừa nhận mình là người thứ ba trong câu chuyện tình cảm của L và bạn trai khi cố tình tiếp cận cô nàng. Còn tin nhắn với Uyên thì Kiệt cũng cho biết vì cảm xúc nhất thời mà phá đi 4 năm của mình, đồng thời Kiệt nhận sai và xin lỗi cả hai cô gái. Sau đó thì anh cũng đã đăng story xin lỗi công khai trên Instagram. Anh chàng giải thích việc nói lờ tương tư mình để Uyên không hỏi đến nữa và cho rằng việc chuyển đến nơi ở mới tâm lý chưa ổn định nên đã để cảm xúc nhất thời làm liên lụy đến mọi người. Anh cho biết nhìn chung cho phép Kiệt xin lỗi lờ và bạn trai lờ lần nữa vì nói sai sự thật về lờ và mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của SNews. Các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho SNews nhé.